Em ổn mày luôn chị. Đầy đủ luôn em. Dạ. Nhiêu bộ vậy? Vậy? Xa xíu không vậy? Xa xíu nên có thịt chả vô luôn. Dạ. Đó, đầy đủ hết rồi chị. Đầy đủ rồi. Đang đi ăn mà gặp cái gánh đẹp quá lại mua bánh mì chơi. Gọi là khó luôn em. Chị bán dọc đường này luôn hả chị? Dọc đường bây giờ chạy đi trường bữa nay trễ quá. Nay trường mình bán đạt cái nè. Dạ. Ủa chị đâu phải ở Sài Gòn đâu, vòng ở đâu gì Quảng Ngãi không? Chứ mà vô dạ. Lên lứa hay chưa? Bánh mì xíu mại thịt, chứ thịt nó khè hết quay á chị. Xíu mại thịt chả. Dạ, không có thịt này nè. Thịt này là làm gì nè chị? Thịt này là thịt mình tự làm luôn, mình nuôi thịt heo á. Dạ. Dạ, luộc rồi khè. Không có mì chiên lại. Cái bánh mì của chị. Bình thường bán bánh mì bún đạt hả chị? Bún đạt, bún đạt lắm. Dạ. Sáng là nhớ với chính mình. Để bữa nào rảnh đi qua ăn. Bạn thấy đẹp không bạn? Đúng chắc Sài Gòn. Ở đây là đường đường Vĩnh Đạt các bạn. Chị đó bán ở đâu mình không biết được. Khu này có nhiều quán ăn lắm, mình cũng đang đi ăn. Mấy mùa của chị quê Quảng Ngãi bán đây các bạn. Ngõ này 10.000 các bạn. Nãy thấy hai cục xíu mại nữa, được chả lụa nữa, được thịt nữa. Mà thấy chị nãy quê Quảng Ngãi bán dễ thương, nói chuyện dễ thương luôn mà. Nói chuyện dễ thương. Hai tử gỗ rồi. Nước gì luôn á, đâu đấy. Ở đây ổn mẹ, chỗ này là đường Bùi Văn Đạt các bạn. Trên con đường này có nhiều quán ăn ngon lắm các bạn. Khu này là Quỳnh Văn Đạt nè, Phan Văn Trị nè, đường Bùi Hữu Nghĩa nè, linh hồn quận 5 ăn uống là nằm khu này các bạn. Bánh mì này bình dân thôi nha các bạn nên không có gì đặc biệt. Cái điều mình thấy vui là bánh mì bình dân thôi các bạn. Đây có thịt này. Ở nơi mày này ăn no đi làm các bạn chấm nó không, nó không có gì đặc biệt. Các bạn nhà mình ăn hết ổ này xong với mình đi chơi. Các bạn.